Tỉnh đi rồi, nhưng mà chắc lại mà chú Linh nè mà gặp chị á, cô không có dịp đi được. Ngay cái mùi với bà đó cô đi không có được. Đúng rồi, cái lúc đó là đông lắm ở chỗ đó, là chỗ chùa bà đó chùa cũng đông phải không cô? cũng lay gai con. Dạ, nhất là cái lúc mà dí bà đó. Tụi con ở đây là 5 giờ về hả? Dạ, 5 giờ chiều về. Mấy anh em 5 giờ về chứ còn 7-8 giờ cũng về. Nói chung con tụi coi xong ra quán chỉnh ấy nữa. Con cũng đủ duyên với anh Nằm á. Cô đi vòng vòng cô cúng cho con vậy. Cô ở đâu cô? Cô ở Châu Đốc. Châu Đốc An Giang á hả? Cô nói là cùng quê với chị Hồng Ngọc đó. Dạ, vậy là cô với con cũng gần á cô. Con ở Đồng Tháp. Ủa, qua quý luôn cô cũng kìa. Nãy giờ cái bánh kem này của ai ta? Bánh kem của ai chị? Bánh kem này là của Hoa ở ngã tư Bình Phước. Gửi hả? Gửi em. Chị quay trở lại nha. Chú anh chị đây là cái bánh kem ha. Bên đây là cái bánh kem, bên đây là cái hộp không của chú anh chị. Nắng quá thì nắng luôn. Không nha. Đó, mình review cho kỹ. Trời sẽ không có mưa đâu nhỉ. Tưởng đâu hai cái bánh kem. Thì buổi chiều hôm nay là bánh kem. Bánh kem này là gọi là bây giờ bánh kem thành bánh kem nóng. Buổi sáng nắng của chú anh chị. Buổi chiều thì có vài người thôi cả nhà. Mà em thấy có cúng dùng bánh kem. Dạ, cúng bánh kem thôi. Bánh kem mà sao nó rớt ra tùm lum chứ sao? Hay là cố tình để cho nó đẹp vậy? À, chắc lấy cái này cháy gì? Cháy mâm xôi đúng không ta? Cháy gì ta? Giống không cháy mâm xôi quá ta. Mâm xôi chứ. Không. Khán giả thôi. Chị. Dạ, em chào chị. Bánh kem nhìn lạ lạ ha. Cháy thì giống cháy gì ta? Giống cháy dâu tầm ăn vậy. Ừ, cháy mâm xôi. Không biết trái này trái đó là trái cherry á, trái cherry cô chú anh chị ha. Là trời dù trời nắng nóng nhưng mà bà con đến viếng nè. Chào anh, chào chị. Khán giả đến viếng dù rồi chị, cầm dù đi chị cho nó mát chị. Dù đây của cậu Năm mình cứ sử dụng. Dạ, dù của cậu Năm á rồi sao. Dạ, nắng. Đó. Trời khá là nắng nhưng mà cái dạo con nên biến nắng luôn nha. Con vẫn không ngại đường xá xa xôi đến đây luôn cô chú anh chị. Nắng nằm thì này mà áo không dài tay là cháy da em bùa đâu. Nóng quá. Bữa nay ngày gì mà cúng bánh kem ta? Bữa nay ngày ngày 11 tháng 7. Cúng rồi luôn. Nói gì? Phật. Anh đưa đây cái dù đây em cầm đỡ xíu cho anh. Anh thắp hương đi. Nắng thiệt ha. Nắng ghê trời. Nắng ghê trời. Bữa thì ổng mưa, ông trời ổng mưa, mưa 12 giờ, 10 giờ giờ ổng mưa tầm tã. Đây, em gửi lên anh chị cầm cho nó mát. Nón nón phía sau. Anh dục nón chị xuống dưới rồi á. Anh dục đó nha, chứ không phải em à. Dạ, đây đây, một cái bên. Dạ. Mình có thể bên đó có nhang hoặc là mình lấy nhang xin nhang của năm qua cũng được. Thì mộ của cậu chiều nay là em thấy rất là nhiều cái giả cúng cậu rất là nhiều món này. Dạ. Ừ, trái cây nè. Món cầu nha. Bà quý luôn của chú trời chiều nay, trưa nay trời nắng mặc dù nắng nóng nhưng mà cũng kem. Sao mà có hai cái bàn luôn hay ta?
Hình như là cái hai cái bàn này mua luôn hết sao ta? Hay ha. Hai cái bàn này giống như bàn quán cà phê á. Đẹp ha. Chị ở gì ở Bình Phước. Bình Phước. Giữa trời chưa nắng mà bà con cô bác đó, đến giữa trời chưa nắng như vậy luôn. Cô đi với ai cô? Vậy hả? Ôi. Từ An Giang lên luôn hả? Quá quý luôn cả nhà. Đây, con xin tấm hình coi. Không, không phải. Châu Đốc An Giang hả cô? Quay bình thường mà. Dạ rồi. Chị gái cho mình nè. Chị gái chắc là xin gạt khán giả tặng không á chị? Mình ở đâu chị? Ủa, Dòng Một Bình Dương đây ha. Dạ. Cũng không xa mà cũng không gần. Vậy hả, hôm đưa còn năm có lên hả? Có vô được tới đây không? Vậy hả? Ủa, lên này giờ lần này lần thứ hai hay sao? Dạ, vậy là hôm đưa tiễn, bữa nay cách nhau 4 tháng hơn rồi mới quay trở lại. YouTube làm sầm quá cái gì? Gì hả? Dạ, không, cái đó là không phải YouTube mà là do khán giả. Khán giả tặng nhiều đồ quá không có chỗ để. Chị làm bộ đó, chị ca sĩ á. Cái dù cho chị thắp nhang. Dạ. Chị sẽ một tay cầm dù, một tay không có cắm nhang được á. Dạ. Nhìn chị đẹp như là diễn viên vậy. Úc Tiêu mới hỏi. Nhìn chị giống diễn viên quá. Wow, anh nấu vàng, anh đậy cái ống nhang lại anh nấu vàng. Nhiều khi chiều lại có mưa cái mình quên đó. Quá quý luôn của chú anh chị, giữa trời chưa nắng mà khán giả vẫn đi đến tiếng như vậy luôn á, phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Dạ. Giọng anh ấy là... bánh kem này là bánh kem quá đẹp của chú anh chị. Cái đó là ba của cô Thanh Tâm. Món quà ngọt ngào nhất ở buổi trưa nay của ngày hôm nay ở bộ của năm Vũ Linh của chú anh chị. Thật sự là món quà này quá ngọt ngào. Thôi thì em có lẽ là em xin phép tạm dừng video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Một năm